chia tay là đừng có tự đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, biết chưa? Đây là người yêu mới của anh. Chia xe đi, tạm biệt nhé. Tiếp tục thông báo cho anh một tin vui, đó chính là mình sẽ công khai người yêu của mình cho anh em xem nhá. Nhớ anh em cứ tò mò chứ biết người yêu mình là hôm nay là mình sẽ quyết định làm một cái video đi gặp mặt người yêu mình để cho anh em xem là như nào anh em nhá. Đây cũng là lần đầu tiên mình công khai luôn anh em ạ. Xem anh em có trầm trồ không anh em nhá. Thôi bây giờ là đi lên anh em ạ. Mẹ rất là vui. Hôm nay thì anh em sẽ được xem mặt người yêu mình như nào anh em nhá. Đi đó. Mày làm cái gì mà mày đứng đây tao làm gì? Mày ngáo à? Đây là bạn của em ạ. Không, mày đi, mày đi không yêu tao. Ồ, mày bị làm sao ấy? Bỏ ra, đi về, đi mày, đi mày. Ngài tay, nó là thằng nào ấy? Em rõ à? Thằng nào đây? Mày bị làm sao? Mày, của em. Mày bị làm sao đây? Đi, đi với anh. Thì cứ tự nhiên lại đi với anh, mày bị làm sao ấy? Đang đi với tao. Bây giờ mày giữ tao lại, mày bị ngáo à? Mày có bị làm sao không đấy? Tao nói cho mày biết đây người yêu tao. Ồ, em về với anh em ơi. Này. Ô, thật kinh à? Bỏ ra. Còn tao đang đi chơi, tự nhiên mày giữ lại, mày biết ra vấn đề gì, có vấn đề gì nói luôn này. Tao chưa nói chuyện với mày, tao nói chuyện với người yêu á. Người yêu tao ấy. Người yêu á. Anh giờ anh hỏi em nhá, đây là ai? Anh hỏi em một đúng câu đây là ai? Đây là bạn của em, hôm nay tiện đường thì em đi nhờ thôi. Có gì đâu mà anh phải làm toán em đi nhỉ? Anh không làm gì cả, anh vô tình anh đi, anh giật mình, anh ra đây, anh có gì anh hỏi thì tao lại thi tìm anh. Đang ngay đang đi với tao, em đang đi với tao. Hiểu chưa? Cái vấn đề chưa? Nhưng mà tao nói cho mày biết đây người yêu tao. Người yêu nào? Đây người yêu tao. Ở trên người em đây có chữ người yêu mày không? Có thằng ấy. Người yêu, mày mày giờ mày lấy bằng chứng gì mà có người yêu? Bây giờ anh bảo, mày nhìn lại kìa. Mày nhìn lại xong mày đi cái xe gì? Mày nhìn trông nó có giống cái đồng nát không? Đồng nát gì? Bây giờ anh hỏi em bây giờ em thích thế nào? Đây là ai? Anh hỏi em đây là ai thôi. Đây là người yêu tao. Có vấn đề gì không? Tao đéo nói chuyện với mày. Anh thằng em đi. Đây là ai? Em đứng đây em nói rõ cho anh biết. Bỏ ra. Tao thì đánh nhau ở đây đâu. Em đứng ở đây. Anh là gì của em? Em đi vào đây. Em nói cho anh biết đây thằng này thằng nào. Anh là gì của em? Đây chỉ là bạn cũ của em thôi. Bạn cũ à? Mày nghe chưa? Mày chỉ là bạn cũ rồi, mày đi ra đi. Cái thằng này trông nhìn mày có giống người không mà mày. Sao em bảo em yêu anh? Thôi thôi ông đi ra đi, mày là cái gì mà mày đòi yêu người yêu tao, mày bị sợ à? Mày bị sao đấy? Anh nói cho em biết nhá, anh chỉ bảo em một câu cuối thôi, anh là gì của em? Hả? Anh là gì của em? Mày nói mày đừng động chạm. Tao chưa từng ở đây người yêu tao. Đừng động chạm, ok. Thế đây là ai? Đây là thằng nào? Đây là người yêu mới của em. Thế sao? Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Có vấn đề gì không? Thế bây giờ là ý em là thế nào? Hả? Em có đứng đâu? Anh nhìn lại bản thân anh đi. Anh đi này mà anh đòi quen tôi à? Anh nghĩ anh là ai? Chia tay. Mày nghe rõ chưa? Mày có bị điếc không? Mày đừng cậy mày. Mày nhìn đi này. Mày cậy mày. Mày nhìn đi này. Cũng là màu xanh ấy. Nhưng mày nó là xe. Em sai. Em thích cái xe này gì? Đúng. Thế còn cái xe của anh này em không thích. Ngày xưa em bảo là không chênh anh nghèo anh khổ. Với đó là em lại quen thằng này. Em quen thằng này lâu chưa? Hả? Tôi quen lâu hay không quan trọng. Nhưng mà bây giờ vấn đề là tôi cũng không muốn yêu anh nữa. Anh nhìn lại anh đi, xe như kia làm sao mà tôi sống được. Anh bảo anh yêu tôi thì anh phải muốn tôi hạnh phúc chứ. Anh thích tôi khổ cả đời cùng anh à? Đi sao? Hả? Này. Bỏ ra đi. Mày ôm cái gì đấy? Mày ôm ai đấy? Mày có bị... Mày... Ngáo à? Ngáo à? Bỏ ra, tao chưa? Tao chưa nói chuyện với mày. Bỏ ra. Bây giờ anh hỏi lại em một câu cuối, em yêu ai? Và lý do tại sao em chia tay? Anh muốn hỏi lại em thế thôi. Tôi yêu anh này. Và đương nhiên là tôi chia tay với anh vì nghèo thế thôi. Trong con xe nó có giống xe không? Mày xe này để mày để chở người á hay là mày để chở chó, để chở lợn? Đây con xe. Đây con xe.
xe nào? Đây có xe. Đây có xe. Dựng xe phải không? Đây có xe. Trời ơi. Năm nay là năm bao nhiêu rồi? 2019 sắp sang 20 rồi. Không ai đi con xe này đâu. Mày đạp sóng xe nào nhá. Anh nói cho em biết nhá, đây người em. Đây là người yêu mới em đúng không? Nó hơi quá đáng với anh. Nhưng mà anh hỏi là em cô cuối vì sao em không yêu anh mà em lại đi như này. Anh hỏi em đấy thôi. Đơn giản thôi. Vì anh nghèo. Anh không để đủ chăm sóc cho tôi cuộc sống sau này. Người yêu tôi thế này, anh như thế này, làm sao mà tôi yêu được? Đồng quần xanh. Áo thì nôi thôi, lách thách, tóc đầu đi. Tóc thì như tổ chim. Giống cái tổ chim hay là cái đống rơm thì người ta quên chưa đốt à? Ý em bây giờ em coi thường anh đúng không? Anh không có gì cho em đúng không? Rõ ràng. Chuyện đấy là đương nhiên. Đằng nào anh cũng đã nói thẳng ra như thế tức, rồi. Tức là em coi thường anh không có tiền đúng không? Đứng xa xa ra một tí. Anh nói cho em biết đấy, bây giờ em muốn quay lại làm kịp. Tại vì anh em là có tình cảm từ rất là lâu rồi. Tình cảm? Tình cảm không có cắt ra để ăn được. Bao nhiêu năm tôi chịu khổ với anh rồi, tôi không chịu được nữa. Tình cảm chúng ta cũng đến đây đủ rồi, chấm dứt ở đây đi. Một thằng trẻ trâu, xạo thật. Đâu hết. Làm gì? Em nhớ những cái gì ngày hôm nay em đã nói với anh biết chưa? Em nhớ đấy. Sao xoắn nhỉ? Quay xe cho anh đi. Nhanh nhá. Ừ, được rồi. Em nhớ ngày hôm nay em nói gì với anh nhá. Cái loại mày rẻ tiền tao đéo làm tính rồi. Rẻ tiền á? Có cần phải so sánh không em mày? Ê, cái áo này từ năm bao nhiêu? Này, cái áo này còn mốc nữa này, thanh niên. Thanh niên 2019 sắp sang năm 20 rồi. Tao thích như thế được chưa? Nhìn lại người đi. Tao thích như thế. Đừng động người tao. Đầu thì như cái đồ rơm, sợ. Anh nói cho em biết đấy, em sẽ phải hối hận thôi. Vấn đề gì mày vừa gọi cái gì, mày gọi ai? Em sẽ phải hối hận thôi. Mày gọi người đúng không? Em đừng có mày đứng để đợi mày luôn, mày hiểu chưa? Thế tao cho mày 3 phút nữa có bàn cho anh nhá. Nhanh em. Tao cho mày 5 phút luôn. 3 phút nữa anh gọi ra đây luôn nhá. Nhớ ngày hôm nay em đã làm gì với anh ấy. Được rồi. Đứng để đợi. Bọn tao đứng để đợi xem mày có cái gì mày mang ra đây nữa. Tiền này em chỉ giúp được anh 20 triệu thôi. Chỗ này 20 triệu? Vâng, chỗ này 20 triệu đấy. Hơi ít đấy, cây hết tiền đúng không? Cây hết tiền rồi. Chìa khóa xe anh không? Chìa khóa xe em vẫn để trong xe. Linh, chìa khóa. Đi đây. Cầm tiền cho anh. Bây giờ em cần tiền thì hả? Em ít tiền đúng không? Anh nói cho em biết đấy, là tiền là anh không thiếu. Còn thằng mặt mày tao đéo thằng tính tiền đâu. Còn bây giờ ấy, em muốn thì nào, em nói đi. Đưa tiền đây. Anh à. Ủa, nhiều tiền đấy nhỉ. Sai rồi. Chẳng qua là cô tên kia lừa em thôi. Lừa cái gì? Bây giờ đừng nói chuyện anh ở đấy nhá. Anh nói cho em biết đấy. Đồng tiền nó có giá trị của đồng tiền, em hiểu không? Em cầm số tiền này thì từ sau anh em mà cắt đứt liên lạc luôn, không nói chuyện với nhau cả. Thôi mà, thật sự anh chỉ là đàn ông điên mấy năm. Coi như số tiền này là anh quen em đi, em cầm với tôi. Mấy năm tình cảm của chúng ta coi như không đâu. Anh à, lần này em biết em sai rồi, bao nhiêu năm cũng qua. Cầm đấy. Xe anh đi xuống xe này làm gì? Đây là số tiền trước anh bên em luôn. Cảm ơn anh. Chúng ta không thâm khó là gọi anh nhé. Cắt đứt nhé. Đẹp. Quay những cái số tiền này là anh đưa cho em. Và từ sau chúng ta cắt đứt quan hệ không đây. Tí thì mang xe cho anh nhé. Ở nhà bao nhiêu xe đẹp anh không đi, anh đi xe này làm gì? Anh thích đi xe này đi mát đấy mà. Có lại đi ra ngoài đường nó đỡ. Người ta nhìn vào ngó, người ta nhìn đi, người ta nằm. Vậy thôi. Quay những số tiền này là anh quen em từ trước rồi. Chúng ta cắt đứt thì nào. Tao nói anh biết này. Mày đéo có giá trị gì đâu, hiểu chưa? Đi xe cho anh đi. Lấy cái xe này, tao đéo tính tiền rồi, biết chưa? Hả? Mày tưởng mày ăn mặc đẹp, hàng hiệu là mày ngon gì? Đừng là quay thường khác, biết chưa? Trước khi quay thường người khác, hãy tìm hiểu người ta như nào, hãy quay thường. Thôi, coi như là tao cũng rất là vui khi là mày dạy tao vài học. Cảm ơn em nhá. Đi sửa xe anh nhá, con này anh yêu quý nhất đấy.
Thôi đi đi về với anh, đi về với anh. Văn tiền em về đi. Em bảo em yêu anh mà. Ô. Hiểu được cái quái gì của mày nữa. Anh à. Cảm của chúng ta đã mấy năm rồi. Chẳng nghĩa bây giờ chỉ vài đồng tiền này mà anh như thế sao? Thế thì em đối xử với anh như nào? Anh nói cho em biết này, bây giờ cháu đừng cảm nữa nhá. Chia tay, là đừng có giờ đánh giá người khác, coi vẻ bề ngoài biết chưa? Em xin lỗi mà. Không xin lỗi cả. Chấm dứt quan hệ. Em đi đây. Anh cũng thông báo cho em biết luôn, đây là người yêu mới của anh. Đi xe đi. Tạm biệt nhá. Không yêu đương nữa. Mình nhìn quanh khi tỉnh giấc, em bị trói chặt không mạnh phải chết thân. Cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát, nhưng dưới hơi thở của hắn đã sán đến lại gần. Nhiều vết cưa trên da vết tím bầm, nó lên để nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn. Em bây giờ chỉ còn là chiếc lợi phẩm cho một kiếp đại hoang dâm. Em chỉ cần em một tiền là quên hết. Giờ em thích như thế nào? Hả? Anh nói chị biết đấy, đồng tiền thôi, không có nghĩa gì cả. Quan trọng là tình cảm thôi, em hiểu chưa? Em quay thường anh thì anh biết trước giờ em yêu anh rất nhiều, nhưng mà em chỉ có đồng tiền tiếp tục với, đúng không? Tạm biệt nhá. Bị ngu vãi, đồng tiền thì không lấy. Nhân đến đây mình cũng giới thiệu cho anh em một cái app đó chính là Limbark. Anh em nào chưa có người yêu, anh em mới lên đây tải cái app này về. Anh em có thể kết bạn và làm quen với rất nhiều bạn bè ở trên đây. App này anh em này. Đó, anh em này lên đây, kết bạn và làm quen. Mình hiện tại có rất nhiều bạn rồi. Cho anh em xem này. Rất nhiều gái xinh luôn. Anh em nào mà chưa có người yêu ấy, tải cái app Limbark này anh em nhá. Lên đây là tán gái thôi anh em ạ. Nhớ tải cái về anh em nhá, Limbark. Link tải thì mình sẽ đặt phần mô tả và phần ghi bình luận. Các bạn cần kích vào tải về và tán gái và kết bạn giao lưu làm quen với anh em ạ.